Hôm nay chúng ta sẽ học triệu chứng hô hấp. Để học triệu chứng hô hấp thì ta phải ôn lại cửu dương thần công của hô hấp. Cửu dương thần công của hô hấp gồm có đủ hết tất cả các môn: giải phẫu, sinh lý, sinh hóa, vi sinh, mô, phôi, ký sinh trùng, giải phẫu bệnh, dược lý, miễn dịch, sinh lý bệnh, dược lý đều có hết. Như vậy ta sẽ ôn lại rất là nhanh. Cái thứ nhất về anatomy, các bạn phải thuộc được cây phế quản. Đó là khí quản, phế quản gốc, phế quản thùy, phế quản tiểu thùy, tiểu phế quản tận, trùng phế nang. Về cái hình ảnh X quang phổi, ở đây chúng ta phải nhớ cái từ quan trọng của nó là carina. Carina là từ quan trọng nhất, có nghĩa là cái chỗ phân chia của ngã ba. Ở đó khí quản sẽ phân chia thành hai phế quản. Và cái mốc này rất là quan trọng để ta xác định được GLUI tương ứng với nó. Và nếu đối với gây mê thì đây là cái mốc để người ta chia ra đặt nội khí quản phổi nào để mổ phổi bên kia. Đây là cái hình để các bạn nhớ dùng cho vi sinh, vi trùng ở họng. Có ba từ: nasopharynx, oropharynx và laryngopharynx, chia ba vùng khác nhau. Và ở đó để rất dễ cho sinh viên học rằng một khi các bạn bị viêm họng thì sẽ chủ lực ba con vi trùng đó là Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia và Moraxella. Về phương diện hô hấp của phổi thì các bạn nhớ được dùng trước mặt của chúng ta áp lực của bầu khí quyển là 760 mm/ngân, tuy nhiên áp lực trong lồng ngực là 754-756 mm/ngân. Có nghĩa là trong lồng ngực chúng ta áp lực luôn luôn thấp hơn bên ngoài, nhưng không có nghĩa là không khí sẽ đi vào ngực mà không khí lại làm xẹt cái này. Vì thế định luật hô hấp khác với là định luật lưu thông của gió. Gió là nơi di chuyển của không khí từ nơi áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Còn đối với hô hấp thì không phải như vậy. Chúng ta phải hưởng ngực lên, hít sâu cho căng cái cung cơ liên sườn lên thì lúc này không khí mới chạy vào trong phế nang. Đây là một cái mà trên lâm sàng sinh viên được dạy sai nhiều nhất ở Cần Thơ. Đó là đỉnh phổi thông khí tốt hơn đáy phổi. Thật ra không phải, các bạn nhìn đây các bạn có thấy đỉnh phổi thông khí là 0.24 lít/phút, trong khi đáy phổi thông khí là 0.82 lít/phút. Điều đó có nghĩa là đỉnh phổi thông khí ít hơn đáy phổi gấp 4 lần. Tuy nhiên vì cái mạch máu đến phổi rất là đỉnh phổi rất là ít, trong khi mạch máu đến với đáy phổi gấp 2, đúng nhé, đáy phổi gấp 20 lần lớn hơn. Vì thế cho nên có bao nhiêu máu ở đáy phổi đều được dẫn đi hết, cho nên oxy sẽ không còn dư ở đáy phổi. Mà oxy dư ở đỉnh phổi, dư đến phổi là bởi vì không có mạch máu dẫn đi, chứ không phải vì thông khí tốt hơn. Rồi về vấn đề hang phế quản thì các bạn nhớ được rằng cái IgE là một cái, tức là tất cả các phản ứng miễn dịch thông qua IgE, hay gọi là mediated IgE, là cái quan trọng nhất để dẫn đến các cái bệnh lý như là hen phế quản hoặc các cái bệnh lý của đường hô hấp. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhắc đến cái dung tích sống của phổi, vital capacity. Các bạn cứ nhớ 5.000 ml, tức là gồm có thiobolin khoảng 500 cộng với lại khí hít vào hết sức trong một phút khoảng chừng 3.500 và thở ra hết sức khoảng 1.500 nữa để ta có tổng cộng và khoảng 5.000 ml. Đối với hô hấp thì các bạn cần nhớ được cái thể tích FEV1, tức là cái thể tích khí thở ra nhiều nhất trong một giây. Còn đối với các bệnh lý hô hấp thì các bạn nhớ được FeO2. FeO2 sinh viên thường hay quên khi rất là dễ nhớ. Khi FeO2 thì các bạn cần ghi rõ là FeO2 đó là thở khí trời, hay là FeO2 đó là thở oxy mấy lít một phút, hay là qua canin, hay là FeO2 đó là qua thở mass, và FeO2 đó là qua thở nội khí quản. Vậy tùy theo mỗi một cái lượng oxy hít vào và thành phần oxy trong các khí thở mà ta tính cái FeO2 khác nhau. Cuối cùng, chúng ta dừng lại phần basic ở cái chỗ cái đường cong explanation of curved shape, ta gọi là cái đường cong. Đường cong này là cái đường cong biến thiên của cái oxygen hemoglobin, độ bão hòa oxy và cái áp lực oxy. Và ta nhớ được rằng bình thường khi ta ngồi nghỉ ngơi hoặc ta ngủ thì các cái CO2 được sản xuất ra trong mô sẽ được đưa về phổi bằng con đường hemoglobin.
Nhưng khi ta chạy nhảy thì lúc này hemoglobin sẽ không thể mang hết CO2 để thải ra não phổi, mà cần phải có một con đường khác nữa, đó là con đường đào thải ngang qua não thận dưới góc độ của HCO3 trừ. Do đó ta phải thuộc cái công thức là sự vận chuyển của CO2 khi chúng ta lao động nặng, khi chúng ta chơi thể thao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt phần ngắt bài viết ở đây để chúng ta đi vào phần lâm sàng, đó là triệu chứng hô hấp. Ta sẽ có ra phế quản gồm có Strider, rến thái và wheezing. Rành phế nang các bạn đừng xài từ đo mà phải chuyển qua xài từ gravitation, lúc này sẽ dễ học hơn. Như vậy nếu ra phế quản trên lâm sàng ta gọi là ra và gồm có Strider, rến thái và wheezing. Nếu là của phế nang thì chúng ta chuyển qua bỏ luôn từ đo, chúng ta chuyển qua từ gravitation và hội chứng đông đặc, dễ học hơn nhiều. Repetition đây là triệu chứng đặc trưng của một cái các cái gan ẩm nhỏ hạt như đái phổi dâng lên nhanh nếu bệnh nhân có triệu chứng của suy tim trái và phụ của thận. Như vậy nhắc cho các bạn rằng hãy nhìn vô đây và chúng ta bắt đầu vô bài học bằng hai từ: nếu gan của phế quản, ta sẽ xài từ rỡ và sử dụng ba thuật ngữ đó là Strider, đó là rến thải, đó là wheezing. Còn khi mà chuyển qua phế nang thì các bạn đừng xài từ ran mà xài từ cavitation và xài thêm từ consolidation. Ok, chúng ta dừng lại.